Trình bày trước tòa, bị cáo Hà Văn Thắm, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ocean Bank cho biết đã kháng cáo về hai tội danh lạm dụng chức vụ và tham mô tài sản. Bị cáo mong được giảm xuống án tù có thời hạn thay vì án chung thân như đã bị tuyên ở cấp sơ thẩm. Ngoài ra, bị cáo xin được hưởng các tình tiết giảm nhẹ do đã thành khẩn khai báo, hợp tác tốt với cơ quan điều tra. Về hành vi chi lãi ngoài, bị cáo đề nghị xem xét lại thời điểm phạm tội do hoàn cảnh và có sự thay đổi của luật khi hành vi sử dụng lãi suất vượt trần không còn được áp dụng nên bị cáo xin được giảm nhẹ hình phạt. Cũng tại phiên tòa sáng nay, hội đồng xét xử đã bất ngờ quay lại phần xét hỏi để làm rõ thêm một số vấn đề. Trước việc các bị cáo khai đã chi lãi ngoài từ sự chỉ đạo của nguyên Phó Tổng Giám đốc Ocean Bank Trần Thanh Quang, sau khi hội ý, hội đồng xét xử đã yêu cầu triệu tập ông này đến tòa để lấy lời khai.